Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hoàng Yến Vlog. Ngày hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách là ăn 10 gói mì trên bàn. Mình đang chuẩn bị sẵn đây ạ, 10 gói mì. Đấy, và bây giờ mình sẽ đi pha mì mọi người nha. Các bạn ơi, vậy là mình đã pha xong 10 gói mì tôm rồi. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn với mình nhé. Wow, nhìn nè. Đầy chưa? Đầy một bát luôn, siêu to khổng lồ. Wow. Trời ơi, ngon quá luôn. Đang đói mọi người ạ. Nóng quá các bạn ơi. Ngồi giữa trời nắng mà ăn mì tôm các bạn ạ. Phê loi. Còn nhiều quá các bạn ơi. Ai mà ăn là sung sướng đâu. Ăn cái này là khổ rồi. Ôi, nóng quá các bạn ơi. Ăn mì tôm nóng quá. Các bạn ơi. Trời ơi, ăn từ nãy đến giờ còn nguyên các bạn này. Ủa, còn đầy bát luôn. Nóng quá các bạn ơi. Nóng quá. Cái thời tiết nắng như này ăn 10 gói mì tôm đáng sợ. Quá nóng luôn. Sốc lại tinh thần. Mình phải ăn nhanh lên thôi các bạn ạ. Này nó nở nhanh lắm. Ui, không ăn được.
no quá các bạn ơi. Có rất nhiều mì luôn các bạn ạ. Còn quá nhiều luôn các bạn nhìn này. Trời ơi, 10 con mì tôm. Bây giờ nó nở hết rồi các bạn ạ. Nở bung biết rồi. Mấy quá rồi các bạn ơi. Thế mình đổ hơi nhiều nước các bạn ạ. Có rất nhiều nước. Vừa nóng vừa ngấy vừa sợ mùi mì tôm các bạn ạ, quá sợ luôn. Bây giờ đa số là còn mì tôm vụn các bạn ạ. Ăn no quá các bạn ơi. Bàn còn sập luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn nào. Còn toàn nước còn chủ yếu thôi. Cá còn hết rồi. Ăn nhiều quá. Mình khỏe sập luôn các bạn. Sao quán này chắc là mình sợ mì tôm mới ra mất. Các bạn nhìn nào. Còn nước và ít vụn mì tôm thôi. Mình xin phép là dừng lại các bạn nhé, bởi vì nó chỉ còn ít nước và ít mì tôm vụn thôi. Sợ lắm rồi. Các bạn ơi, vậy là mình đã thực hiện xong thử thách ăn 10 gói mì tôm rồi. Hãy like và đăng ký kênh nếu các bạn thích video này của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.